Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là siêu nghiện FT đây nha anh em. Thì hiện tại thì cái tool những máy dành cho những máy Hello anh em. Thì tool bên mình đã được update lên là không cần đổi series luôn. Thì vẫn có thể bypass có thông báo luôn nha anh em. Thì hỗ trợ từ 6S, iOS 15 tới iPhone X. Thì hiện tại thì chúng ta bypass không cần đổi series nữa nha anh em. Không như lúc trước nữa, lúc trước thì chúng ta cần phải đổi series để thực hiện bypass. Đối với những dòng 6S thì cần phải có card DCSD thì đổi series. Thì hiện tại thì cái tool này đã update lên thì không cần phải đổi series. Đó, nói chung là thao tác nó rất là đơn giản. Hiện tại thì bên tôi mình đã update nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các anh em sử dụng này. Rồi thì đầu tiên anh em mở tool nha, series đây này, series chúng ta vẫn giữ nguyên này. Rồi anh em thì vẫn đầu tiên là chúng ta tạo cái file DXT trước. Nên tạo luôn, ấn số 8 như cũ thôi. Nhưng mà hôm trước là chúng ta đã đổi series, bây giờ là không cần đổi series luôn. Đó, anh em đợi cho nó tạo ra cái file T. Nói chung là anh em làm từ cái bước mà sau khi đổi series á, bỏ qua cái bước đổi series đi. Rồi, thì chúng ta đã tạo được cái file T ok rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đưa về chế độ DPU để chúng ta boot BWinner nha anh em. Rồi chúng ta boot tương tự như là cái lúc như lúc trước thôi. Đó, thì giờ mình sẽ đưa về chế độ DPU này. Rồi, anh em ấn số 0 để boot IBWinner. Nói chung là nó sẽ ngắn gọn hơn cho chúng ta và nó sẽ fix được thông báo nha anh em. Chỉ trừ không dùng sim thôi, còn lại là full hết. Rồi. Đó, boot ok nha anh em. Rồi, anh em dùng số 8 này. Rồi anh em boot nó thôi. iOS bao nhiêu thì anh em boot iOS bấy nhiêu. Giống như cái tool lúc trước. Đó, anh em đợi nó chạy thôi. Thì cái bản này là cái bản demo thôi nha anh em. Cái bản cái này là bản chưa công khai, còn cái bản sau này thì update chắc ngày mai thì sẽ có. Các bạn update là ok nha anh em. Những anh em nào mua tool thì sẽ được update. Đó, còn những anh em muốn mua tool thì liên hệ với mình nha. Nói chung là thao tác nó cũng rất là đơn giản nha anh em. Những cái bước này thì rất là quen thuộc đối với những anh em mà đã dùng cái tool bên mình nha. Rồi, sau khi nó boot xong ok nha anh em. Rồi anh em ấn vào dòng số 8 này. Đó, nó đang kết nối, anh em đợi một chút cho nó kết nối. Rồi, ấn vào dòng số 8. Rồi, ấn vào dòng số 4 để active cái file backup lúc ban đầu thôi. Như vậy thì nó rất là đơn giản luôn anh em. Sau đó chúng ta sẽ test thử là thông báo nha anh em. Đó, thì cái này active này. Chỉ cái điều là full mọi chức năng hết nhưng mà trừ sim thôi nha anh em. Thì tuần tự động tách update và reset dòng 2 luôn. Rồi, nói chung là rất tiện lợi đối với iPhone 6S. Nói chung là iPhone 6S thì rất ok nha anh em.
Sau này chúng ta dùng cái tool này thì chúng ta chán thì chúng ta có thể bypass full nghe gọi, nhưng mà không cần phải đổi lại Siri gấp như lúc trước nữa nha anh em. Chúng ta rất ok. Rồi, bypass ok. Đây, chỉ việc đợi nó lên thôi. Đang kết nối thiết bị. Rồi, như vậy đã kết nối thành công nha anh em. Đó, trạng thái là đã kích hoạt rồi này. Đó, đã kích hoạt có rồi này. Không cần phải đổi Siri nữa. Rồi. Mình sẽ sâu lên cho anh em xem trong này nha anh em. Mình sẽ lên kết nối wifi, lên nhập bên cloud và test thử thông báo cho anh em. Thì chúng ta nên đăng nhập FaceTime trước nha anh em. Đăng nhập FaceTime trước, không cần đăng nhập iCloud trước đâu. Chúng ta đăng nhập FaceTime mà nó kích hoạt được FaceTime Messenger là ok. Ok, như vậy thì đã thành đăng nhập thành công rồi nha anh em. Đó. Rồi, nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh của mình nha.